là mình sẽ vẽ một bên nha em, mà không môi quay thấy mặt đâu, tại vì mới ngủ dậy nên mặt ngáo lắm. Bây giờ mình sẽ vẽ một bên và bên nhỏ nha, mình sẽ vẽ một bên nhỏ trước, tại vì bên mình sắp hết rồi nên mình phải giúp thêm nhanh. Đây là hai em búp bê y chang luôn, 10k nha, 10k một em. Em này cũng là 10k một em nha. Em này cũng vậy luôn. Em tóc hồng nha. Rồi em nha, em đu ngựa 10k một em. Em này cũng thuộc diện đu ngựa nhưng mà nó xẹp xuống. Đây là em này luôn, 10k luôn nha, không kìm đồ. Rồi, bên còn lấy thùng B lên nha. Đây mình có hai em búp bê. Mình có hai loại búp bê nhỏ, hai loại búp bê chân dài nha. Đây rất là xinh nha. Em này là 5k, còn em này là 10k kèm đồ, kèm giày luôn. Em này hàng mới, em này là hàng cũ khớp lỏng về cái háng. Em này không kèm gì hết, tóc rụng nữa nên bán 5k, còn em này là 10k hàng mới nha. Và vì mất bộ đồ nên mình thay bộ khác cho em. Em này 10 nha, em này 5 nha. Mình có hai loại nha, các bạn mua. Đây là FB, mình có hai em nha. Đây. Em không cần nón, ai cần nón, ai cần giày, em không cần giày nha. Mỗi em đều 3k. Rồi mình có hai cái đầu. Hai cái đầu đều 2k nha. Đầu này thì nó mặt nó xấu. Mặt nó xấu hơi thôi. Đây. À, các bạn thấy đẹp thì cho mình comment dưới đi. Ha. Còn đây là gương mặt rất là xinh nha, 2k luôn nha. À, mình sẽ bán tiếp em búp bê này. Em bê mình có hai em mà mình để trong thùng rồi. Mình làm trong một, mình có một em nhưng mà mình bỏ trong một công viên á, nên mình không có lấy ra bán. Đây em này 5k nha. Em rất đẹp luôn, có thể ngồi được á. Búp bê trong công viên luôn, có thể ngồi được nha. 5k nha các bạn. Kèm đồ, không kèm giày. Mình khi mua cũng không có giày. Em búp bê này và một chai con gác 5k nha. Có thể ngồi được luôn á. Em đó mình chưa có khui ra, không mình bỏ vịt cái mình không có khui cho nữa. Clip này mình bán bê thôi, rồi clip sau mình sẽ bán một kiện như là đầm nha, đầm búp bê nhỏ nữa. Đây là em bê này là búp bê khớp khớp nha, 20k nha. Mình kèm một cái bông lao để làm si 20 nha, tóc highlight, khớp nó cũng chắc mà lỏng khớp ngực thôi. Tiếp em bê canxi đôi 2, tóc vàng ống nha. Em này là 40k, còn mới lắm luôn á, tóc không hề bị rối, tại vì tóc ăn nên nó hơi bị rối, nó không có rối nhưng mà tại vì tóc ăn nên các bạn nhìn thấy rối thôi nha. Mặt rất là xinh mà cái bọc nó bị che rồi. 40k nha. Mình có hai loại búp bê tóc dài. Hồi tối mình đăng lên clip kia nhưng mà quá 15 phút người ta không cho đăng. Đây mình có hai loại búp bê tóc dài nha. Em này tóc đen nâu hồng. Em này là 35k, mình mua tới 40k luôn nha. 35 nha, không có khớp ngực, khớp rất là chắc luôn. Khuôn mặt rất là xinh. 35k nha các bạn. Khớp siêu chắc luôn á, mình nói thiệt. Còn mới. Rồi tiếp em cái tóc dài nữa nha. Em này 30k, hàng mới luôn. Không, hàng cũ. Mà mình chơi rồi á. Nên bán là em này mình cũng mua là 40k luôn á, mà mình không, tại vì chơi không. Em này mua để nhớ
hình như là 35k, bán lại 30k. Khớp cũng rất là chắc luôn nha, không hề lỏng. 30k nha các bạn. Hai bán tiếp nha. Rồi tiếp là em B14 khớp, mình có hai em mà, búp bê trai và búp bê gái. Em búp bê này tóc nâu rất là đẹp luôn. Em này hơi đắt nha, mình mua tới trăm mấy nên mình bán lại 50. Khớp thì cũng chắc mà lỏng có hơn chân này thôi các bạn. 50k nha, rẻ lắm rồi, mua tới như là 200 á. 200 mấy thì mình mua trong bộ. Không phải là mua trong bộ nữa, cũng từ từ bộ thôi nha. Rồi tiếp là em Vacancy là một khớp rất là chắc luôn. Em này cái này tóc nó dài tới đây, tóc dài tới gối luôn, nhưng mà mình đã cắt ra rồi nên còn tới đây, nên mình sẽ bán 50.000 nha. Tóc rất là đẹp luôn. Đây, bạn mình cột á. Khớp siêu chắc luôn nha. Có khớp ngực luôn. 50k nha. Rồi, tiếp là em biết cái xin khớp ẩn. Kêu đã lắm. Khớp ẩn mà khớp nó hơi bị chắc nha, nên nó khó bẻ. Là bỏ một bậc nữa. Tóc mình thắt bính cho nó. Và mình có thắt một vòng tròn ở trên. Đây, các bạn thấy không? Nha, em này là mình sẽ bán là 25k. Rồi tiếp là hai loại búp bê mà người ta nhập chung với mình, bạn cùng lớp nhập nha. Xíu mình sẽ để số điện thoại của mình tên là Vi nha, và của bạn Na. Hoặc cái clip bán dạy ơi, clip mà bán đồ này nè, thì bạn Na bán á, bạn đó có nói nha. Em này thì 30k nha, tóc không hề rụng, khớp rất là chắc luôn, 30k. Còn em này là khớp rất là lỏng, 18k nha. Tóc nó bị rụng nữa, không có khớp ngực, em này cũng không có khớp ngực luôn. Em này 18k nha, rẻ lắm rồi. Rồi mình có hai loại búp bê Ken. Cái này không có khớp chân, cái này chỉ có 11 khớp thôi. Em này bán là 40k nha. Khớp siêu chắc luôn nha. Hàng mới nha. Khớp tay cũng rất là chắc, mình bỏ bọc sao mình bóp để sao mình lấy được. 40k nha, không có khớp chân. Oh no. Thì em này có khớp dây chân nha. 14 khớp. Em này là 40k luôn. Ê, xin lỗi các bạn nha. Rồi tiếp là hai em hàng nhập. Mình có ba em á. Đâu ta? À, em này nãy mình giới thiệu rồi nên mình không cần giới thiệu nữa. Em này là 30 35 nha. Em này là cũng 35 luôn. Khớp rất là chắc nha, hàng nhập á mà mình không có tặng đồ. Đây. Tóc nè, tóc suông rồi con nha. Mình nói thiệt nha, 800% luôn. Có khớp ngực nha. 35k nha. Em búp bê này là 35 luôn, mình cũng mới nhập về luôn mà mình không kèm đồ á. Khớp siêu chắc luôn nha. Tóc rất ăn. Không có khớp ngực. Em này 35 luôn nha. Màn hình mình hơi tối nên mong các bạn thông cảm. 35 nha. Các bạn chỉ thấy B thôi chứ không cần thấy mình đâu. Rồi xong video của... Ôi khoan, còn mấy con búp bê muỗng các bạn ơi, mình quên. Ông bỏ đây nè. Mình quên lấy ra bán. Rồi hết rồi các bạn. Em búp bê này là 5k nha. B 5k. Mình có kèm một cái quần sọt bên trong và một cái quần quần sọt bên trong và một cái đầm chứ. 5k nha các bạn. Rẻ lắm rồi.
Em là cũng 5k luôn. Kèm đầm và kèm giày. Còn em này thì mình kèm áo đầm và quần sọt bên trong. Em này là 5k nha. Kèm đồ và kèm giày luôn. Giày bóp. Giày đó mình chưa có. Có mà không bị mất rồi. Hai em này là mỗi em 5k, 10k nha. Hai em. Mỗi em 5k, nếu mình không bán lẻ nha, bán 10k hai em á. Rồi, dễ thấy hơn được. Đây, hai em rất là xinh luôn. Đây là mình kèm à, mỗi em kèm một cái quần nhỏ bên trong nha. 10k một em, ở vậy lộn. Hai em 10k không bán lẻ nha. Tiếp là em búp bê bự nè. Em búp bê bự này là mình bán nè. Em này thì nó bự nên mình bán hơi đắt nha, là 7k một em. Em có thể ngồi được nhưng mà bỏ trong bọc là nó vậy đó. Còn hai em này cũng ngồi được nha các bạn. Chỉ có hai em này là không ngồi được thôi. Em này ngồi được. Hai em này ngồi được nên các bạn không cần lo sợ gì cả. Tóc thì mình may rất là nhiều. Mình nhờ người ta may á. Đây là em này là mình bán là 7k nha. Tóc xoăn. Dễ thương lắm, mình kèm một bộ đồ, không kèm giày. 7k nha. Rồi video bán búp bê của mình tới là hết. Các bạn thấy hay cho một like, share cũng như subscribe và đăng ký kênh của mình nha má. Bye bye, khoan, để mình nói nè. Xíu nữa mình sẽ ghi số điện thoại dưới phần mô tả và số điện thoại của mình và số điện thoại của bạn Na. Mình tên là Vi nha, nhớ nha. Mình là 337 đuôi. Bạn Na là 33310 đuôi nha. Rồi thì xíu mình sẽ ghi phần mô tả. Rồi các bạn thấy hay thì cho một like, share cũng như subscribe và đăng ký kênh của mình nha. Bye bye. Xíu mình sẽ quay cái video bán đồ không bán giày đi nha. Rồi bye bye.